Cùng Acer fire Channel tìm hiểu có nên chọn học nghề marketing hay không. Nhiều bạn trẻ yêu thích marketing nhưng không biết học và làm ngành này có khó không? Trước khi tìm hiểu học và làm marketing dễ hay khó, bạn phải hiểu rõ ngành marketing là gì, ra trường làm gì và marketing phù hợp với những ai và những kiến thức và kỹ năng căn bản cần trang bị cho bản thân. Trả lời được những câu hỏi này, bạn có thể hoàn toàn tự tin khi tham gia vào ngành marketing. Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực marketing thì nghề này còn khá mới. Xuất hiện ở nước ta khoảng chục năm. Điều này khiến các market chuyên nghiệp cho rằng, làm marketing ở Việt Nam không hề đơn giản và đầy rẫy trong gai. Thử thách Hiện nay, giáo trình ngành này chưa hoàn thiện, được cập nhật hàng ngày nhưng vẫn nặng về lý thuyết. Để theo học ngành này, mỗi cá nhân phải có sự tư duy và biết chọn lọc thông tin. Cũng bởi vậy, người làm marketing thường gặp áp lực từ nhiều phía học marketing khó hay dễ tùy thuộc vào sự đam mê quyết tâm và năng lực của mỗi người nếu yêu thích nó bạn đừng ngại ngần thử sức trong lĩnh vực thú vị này niềm đam mê sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong học tập và công việc tuy khó khăn nhưng đây cũng là nghề thú vị và đáng để cho bạn thử muốn biết học marketing có khó không trước tiên điều bạn nên làm là tìm hiểu khái quát về ngành marketing thực chất. Đây là một trong những hình thức kinh doanh không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp. Ngành này bao gồm rất nhiều hoạt động hướng đến khách hàng và phục vụ mục đích làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là cầu nối duy nhất và bền vững nhất để kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu của mình. Để có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực marketing, bắt buộc bạn phải trang bị được cho mình những kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn chuyên nghiệp. Trong những kỹ năng cần có đó, kỹ năng phân tích thị trường khách hàng là kỹ năng đầu tiên và cũng quan trọng nhất quá trình làm chiến lược marketing để làm việc trong ngành bạn phải là người năng động sáng tạo marketing không phù hợp cho những người chỉ muốn ngồi một chỗ bởi đặc trưng của ngành này yêu cầu bạn phải khảo sát thị trường tìm hiểu nhu cầu người dùng để tiêu thụ sản phẩm bất cứ nghề nào cũng có những khó khăn và lợi thế riêng marketing cũng không phải là ngoại lệ để học được ngành marketing dễ dàng hơn bạn hãy tham gia học tập tại các trường đào tạo bài bản chuyên nghiệp bởi tại đó bạn mới có thể được giúp đỡ trong quá trình tiếp cận kiến thức thực hành với sản phẩm của mình như vậy bạn sẽ cảm thấy việc học và theo nghề marketing nhẹ nhàng hơn trên con đường theo đuổi ngành marketing nếu trong tay chỉ những kiến thức lý thuyết cơ bản học được từ trương trọng với một ít trải nghiệm làm nghề thì chưa bao giờ là đủ dịch chuyển liên tục theo sự biến động của thị trường và sự phát triển của công nghệ kiến thức ngành marketing cũng luôn liên tục được làm mới và bổ sung việc học marketing là một chặng đường dài không có điểm dừng nếu bạn dừng việc học lại đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị tụt hậu trước hết đừng đứng yên tại chỗ song hành với làm đừng quên rằng bạn phải liên tục bổ sung kiến thức ngành đừng lặp đi lặp lại các công việc mà bạn đã thành thục hãy chủ động tạo ra những thử thách mới cho công việc hàng ngày của mình đừng đơn thuần chỉ là làm marketing hãy tìm hiểu sự vận hành của một doanh nghiệp từ sản xuất đến phân phối quảng bá bán hàng thương hiệu chiến lược tài chính rd hiểu cách mà doanh nghiệp làm ra lợi nhuận đừng đơn thuần chỉ là tìm hiểu khách hàng qua số liệu hãy khám phá để am hiểu đối tượng mà mình đang hướng tới hiểu họ là ai họ muốn gì họ yêu gì ghét gì sự thay đổi thói quen mua sắm của họ để kịp thời phát hiện và cập nhật những insight mới cho hoạt động marketing ngoài những yếu tố nội bộ và liên quan trực tiếp tới công việc như trên hãy mở rộng phạm vi tìm hiểu những yếu tố gián tiếp và bên ngoài đó là những yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô kinh tế chính trị xã hội văn hóa công nghệ môi trường những tác động của môi trường vi mô đối thủ cạnh tranh nhà cung cấp sản phẩm thay thế các tổ chức ảnh hưởng. Kiến thức nền của bạn gia tăng, đồng nghĩa với việc bạn có nhiều chất liệu để sáng tạo tư duy và hoạch định các chiến lược marketing sau này. Tập hợp những cuốn sách gối đầu giường của dân marketing, chỉ cần Google cùng từ đó và chọn lọc. Bạn sẽ tìm thấy cho mình những đầu sách phù hợp. Hầu hết các cuốn sách đó đều được dịch từ nước ngoài. Cảm ơn các bạn đã xem. Icefire Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.